đây là nám từ mấy bữa nay rồi mấy bạn, nên hôm nay mua về ăn thử xem có gì đặc biệt nha. Bắt đầu từ gói cơ bản này đi. Uầy, nó màu hồng mấy bạn ạ. Ăn không thử coi sao. Sao mùi nó lại giống gà rán ấy nhờ, mặn mặn. Tôi tưởng nó phải ngọt chứ. Giờ thì nấu lên nha. Xong rồi đây. Mùi nai ná mì bô đinh nhờ. Nó cũng y như mì bình thường nhé mấy bạn. Nó kiểu mặn mặn á, không ngọt cũng không chua luôn. Riêng cái nước này thì cay nha. Mì trộn spaghetti cũng là màu hồng luôn. Ta-da. Ôi cái mùi cà chua thơm lắm mọi người. Ngon dữ trời. Sốt này kiểu chua nhẹ nhẹ á, mà nên vừa ăn lắm. Cậu mì thì dai dai, ăn tao nói nó cuốn. Và cuối cùng, phở gà thanh long. Khoan từ từ nghe. Mì gà tím. Thế thiệt luôn á, mùi y chang à. Cho bánh phở này ngon nè. Nó kiểu ngọt ngọt thanh thanh á. Nhưng mà nước lèo nó hơi nhạt mấy bạn ạ. Tạm thôi nha. Tóm lại nãy giờ là tôi thấy con nhỏ này ăn được thôi á.